Xin chào mọi người. Thì hiện tại mình đang ở trường đua 2K. Hôm nay mình mang hai chiếc go-kart ở xưởng mình lên đây để đua nha. Đây, ở ngoài đây thì có xe đang chạy. Chiếc xe này thì mình hoàn thành chắc cũng phải 1 năm rồi, nhưng mà không có điều kiện để quay cho nó một cái clip mà tốt nhất. Thì mình do là chiếc xe đầu tiên nên mình không có muốn quay đại, mình muốn quay clip tốt nhất nên là mình mới ra clip đại. Này, mọi người thấy xe thế nào? Thì mình review lại cái xe này ha. Đây là cái bộ pedal mà mình cắt là dè CNC, bên dầu, vô lăng thì mình có đồng hồ để hiển thị điện volt ở trung bình. Đây là cục máy quay 110, đã làm nồi lại nha mọi người. Máy này chỉ làm nồi thôi, ngoài ra không có đụng gì nhiều hết. Carbon Yoshimura. Đây, đây là heo dầu một chiếc. Rồi, sơ sơ. Tại vì clip trước mình có nói kỹ về xe này rồi, nên là clip này hôm nay mình chỉ đi vô trường đua để chạy thôi. Đây một chiếc 200cc chạy hộp số CVT. Mở xưởng mình ra luôn. Chạy hộp số vô cấp. Còn đây là mấy chiếc xe này, là xe của trường đua nha. Xe này mình vào thôi để chạy. Ok, bây giờ mình sẽ nổ máy để khởi động làm nóng nha. As we speak, it was gray at times, and we saw some blue skies. That you saw the sun for the first time in a while.
đây là một chiếc xe go-kart của trẻ em nha mọi người. Một chiếc xe con nít dùng cái động cơ mini giống như là mấy cái cỏ vậy đó. Động cơ 2 thì. Đây là hai chiếc xe ở xưởng mình. Đây, chiếc đầu tiên đây. Cái chiếc mà clip trước mọi người thấy nó là chiếc xanh này. Chạy máy quay S110. Còn con này thì chạy máy Honda GX 200. Thì tụi mình vừa chạy xong vài rau ở trong sân thì bây giờ ra để xử lý một chút trục trặc kỹ thuật về phần máy.